Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Và nhân tiện phía sau tôi đây là một chiếc xe Toyota Yaris mới. Và nhân tiện thì các anh kỹ thuật viên đang dán phim cách nhiệt cho xe Yaris này. Thì tôi muốn nói với các bạn về lợi ích của việc dán phim cách nhiệt. Thì cho nên muốn chia sẻ với các bạn những cái lợi ích mà trừ khi chúng ta dán phim cách nhiệt. Nếu bạn đã biết thì hiện nay đối với các xe di chuyển ngoài đường thì gần như đến khoảng gần 100% là các xe đều dán phim cách nhiệt hết. Thì như vậy tại sao phim cách nhiệt là gì và nó có những cái ưu điểm gì để chúng ta nên dán phim cách nhiệt, và cái cách lựa chọn phim cách nhiệt như thế nào để có hiệu quả tốt nhất thì sau đây tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn ha. Rồi đây các bạn, trên tay tôi đang là một tấm phim cách nhiệt. Thì nó chỉ rất là mỏng như thế này thôi, tuy nhiên là tác dụng của nó là rất là nhiều tác dụng, và giúp cho chúng ta tiết kiệm được xăng cũng như là giúp bảo vệ cho người ngồi trong xe rất là nhiều. Thì tấm phim cách nhiệt này sau khi được dán lên kính như các bạn đang thấy kia thì nó sẽ giúp có 3 tác dụng chính. Thứ nhất là sẽ giúp cho cái việc trao đổi nhiệt giữa bên trong xe và bên ngoài xe bị hạn chế, giúp ngăn cản cái sự trao đổi nhiệt, và từ đó tiết kiệm được cái hơi lạnh của hệ thống máy lạnh, và giúp chúng ta giảm được cái lượng tiêu hao nhiên liệu, cũng như là giúp cho người ngồi trong xe luôn cảm thấy thoải mái và mát mẻ khi di chuyển trên những cái hành trình và thời tiết nóng. Cái thứ hai đó chính là cái khả năng chống tia UV của nó. Khả năng chống tia UV thì phim cách nhiệt này thường các hãng phim cách nhiệt có, nếu mà phim cách nhiệt tốt có khả năng chống được đến 99% lượng tia UV, tia tử ngoại từ mặt trời gây hại cho da, thì giúp ngăn cản được đến 99% lượng tia tử ngoại lọt vào trong xe, giúp cho chúng ta bảo vệ được làn da để tránh lại những cái căn bệnh nguy hiểm như là ung thư da chẳng hạn ha các bạn. Và một cái rồi các bạn cùng đi theo tôi nhé. Và một cái tác dụng thứ ba của các phim cách nhiệt đó chính là cái khả năng cản sáng. Như bạn biết thì khi mà chúng ta dán phim cách nhiệt á, thì cái khả năng cản sáng của phim sẽ giúp cho chúng ta, nó rất là hay là khi chúng ta ở ngoài, người ngoài nhìn vào trong xe thì sẽ không thấy được người ngồi trong xe. Tuy nhiên là khi mà ở bên trong xe nhìn ra bên ngoài thì chúng ta vẫn quan sát được bình thường. Và đặc biệt là nếu mà kính dán ở phía trước kính lái á, thì nó sẽ có độ cản sáng khác với cái kính lái bên hông. Và cái độ cản sáng của kính lái bên hông thì nó lại khác với cái độ cản sáng của ba cái cách nhiệt mà dán phía sau. Thì giúp cho tài xế của chúng ta vẫn hoàn toàn quan sát và di chuyển an toàn ở trên đường. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng di chuyển sang một cái xe mà đã dán phim cách nhiệt rồi, để chúng ta kiểm chứng lại những cái gì mà tôi nói, là xem cái khả năng quan sát từ bên ngoài vào bên trong xe thì nó khác như thế nào với việc quan sát từ trong xe ra bên ngoài ha các bạn. Giống như tôi phân tích lúc nãy thì chiếc xe Hilux này đã được dán phim cách nhiệt, và chúng ta có thể nhận thấy rằng là cái độ cản sáng, tức là cái sự tối màu của cái phần phía sau, cái kính la phía sau thì cửa sổ phía sau thì nó sẽ tối màu hơn là ở phía trước. Và bên đặc biệt là cái kính lái phía trước thì lại trong suốt hơn, có khả năng là trong suốt hơn so với cái kính bên hông, giúp cho tài xế có thể quan sát được ở bên ngoài. Như các bạn thấy thì khi mà chúng ta đối với một người ở bên ngoài nhìn vào bên trong xe thì chúng ta có thể thấy là mình không quan sát được, hoặc là rất khó để quan sát được người ngồi trong xe đang làm gì ha các bạn, rất là khó để có thể quan sát được. Tuy nhiên đối với khi mà chúng ta thử bước vào, bây giờ chúng ta thử vào trong xe xem là có sự khác biệt như thế nào khi mà người ở trong xe nhìn ra bên ngoài. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thử với vị trí của tài xế trước ha các bạn. Rồi đây, bây giờ tôi sẽ đi vào xe và sẽ cho bạn thấy
Ok, đây là tôi đang ngồi tại vị trí tài xế và nhìn ra trước. Đối với cái xe đã được dán phim cách nhiệt rồi, thì các bạn thấy nè, khả năng quan sát vẫn cực kỳ tốt. Đây, bên hông nè, đây chúng ta vẫn nhìn ra bên ngoài rất tốt ha. Cho cái ánh nhìn nó dịu nhưng mà vẫn quan sát rất tốt. Rồi đây, rồi đây vẫn quan sát rất tốt các bạn. Rồi bây giờ chúng ta qua đối với hàng ghế sau thì sao? Hàng ghế phía sau thì sao? Đây, đây tôi sẽ ngồi vào hàng ghế sau và các bạn thấy đây, chúng ta vẫn nhìn ra bên ngoài bình thường các bạn. Tôi rằng ở ngoài mình nhìn vô thì không thấy gì đâu, tuy nhiên ở trong, bên ngoài chúng ta nhìn vào thì không thấy gì đâu, tuy nhiên bên trong nhìn ra ngoài thì vẫn thấy rất tốt. Đó là một cái điểm rất là hay đối với thiết kế của các phim cách nhiệt này. Ok, trên đây thì tôi vừa phân tích với các bạn ba cái ưu điểm, ba cái đặc điểm chính của việc dán phim cách nhiệt. Đó là thứ nhất, việc ngăn cái việc trao đổi nhiệt từ bên trong ra bên ngoài xe, ngăn cái việc mất thất thoát cái nhiệt, dẫn đến là giúp chúng ta tiết kiệm được nhiên liệu hơn và giúp cho người ngồi trong xe cảm thấy mát mẻ hơn, thoải mái hơn, hệ thống máy lạnh sẽ làm việc nhẹ nhàng hơn. Cái thứ hai đó là cái việc ngăn những cái tia tử ngoại UV gây tác động xấu đến với làn da của chúng ta. Và cái thứ ba đó là việc làm tăng được cái tính riêng tư cho cái người ngồi trong xe, cản ánh nắng mặt trời, tránh gây lóa mắt. Khi mà có cái xe đi đối diện ngược lại thì tài xế cũng ít bị lóa mắt hơn đối với việc không dán phim cách nhiệt, và giúp chúng ta cảm thấy được dịu mắt hơn mà vẫn đảm bảo được cái khả năng quan sát từ phía trong xe, giúp cho chúng ta quan sát và điều khiển xe an toàn. Thì tiếp theo thì tôi xin nói đến là vấn đề như chúng ta lựa chọn phim cách nhiệt như thế nào. Tuy cùng là phim cách nhiệt, tuy nhiên là hiện nay cũng có rất là nhiều các cái hãng phim cách nhiệt uy tín mà chúng ta có thể lựa chọn và tin dùng. Ví dụ như là 3M hay là Vicool hay là Konica hay là Syntex, thì mỗi cái dòng phim cách nhiệt nó đều có mức giá và nó có những cái ưu điểm khác nhau, các cái thông số kỹ thuật khác nhau. Vì vậy các bạn khi lựa chọn dán phim cách nhiệt thì chúng ta nên lựa chọn những cái cơ sở uy tín và có bảo hành đàng hoàng, có đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, thì chúng ta yên tâm hơn trong cái việc lựa chọn phim cách nhiệt này. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Thì nếu các bạn có các thắc mắc hoặc là câu hỏi gì thì các bạn cứ comment ở phần bình luận phía dưới ha. Và nếu các bạn tiếp tục theo dõi các cái video tiếp theo của tôi thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và nhân tiện nhấn vào cái chuông bên cạnh luôn, thì khi chúng tôi làm các video tiếp theo thì sẽ có thông báo đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Xin chào.